Rồi, hello các bạn, kênh Mim Trần Channel. Mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần robot van. Mình lại tiếp tục sử dụng trang phục là U-Bot Van Custom kết hợp với trang phục là Super Bot. Rồi, đầu tiên mình sẽ sử dụng là Thread My and Rotten Bonnet nha. Rồi, mình sẽ đặt ngay hai cái cửa đi là hai cái Thread My. Bây giờ mình sẽ nhử bô lít áo xanh này xuống cái cổng này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho ông ăn bánh. Rồi, đây là cái bánh thúi nha. Ông ăn làm sẽ chạy vòng vòng và là dính vô dịch chuyển của mình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch chuyển cậu bé xuyên đỏ này nữa các bạn, và ông Bolit gầy này nữa nha. Ok, giờ là mình sẽ chờ ông Bolit là gầy này lên trên kia, quay qua mình sẽ chạy lên cổng bên kia. Đó, cậu bạn cậu bé đi ăn bánh và chạy vô cái cửa, đã dịch chuyển thành công nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên này. Mình sẽ đặt đây một cái dịch chuyển và thả bánh vô đây. Rồi, mình sẽ đi gom dẹp hết nha các bạn. Ok, là bây giờ là mình sẽ đứng đây đợi cho ông Bolit áo xanh này chạy lên trên đây. Rồi. Rồi cho ông chạy lên là dịch chuyển, dính dịch chuyển là chúng ta qua dòng nha các bạn. Bây giờ đặt xét góc này luôn các bạn. Mở cửa ra cho ông thấy cái bánh của mình. Ok, thế là anh ta đã thấy cái bánh nha. Rồi, thế là chúng ta đã dịch chuyển thành công. Giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you các bạn đã xem và ủng hộ kênh Trần Channel của mình.
Huh?